kiến thức cơ bản thôi, ví dụ như nhận biết được bệnh rồi nắm sơ sơ về nguyên tắc xử trí và cách phòng bệnh thôi. Nó sẽ giúp cho các em học chung, học không phải chỉ nhãn khoa mà đi kèm với lại những cái bệnh nội khoa mà sau này mình làm việc nữa ha. Rồi, thì nội dung tôi sẽ nhắc lại giải phẫu. Để từ giải phẫu thì mình sẽ có cái nhìn về mặt bệnh học nó tốt hơn. Đó là chúng ta sẽ học bốn cái bệnh lý bán phần sau thường gặp, mà chủ yếu những cái bệnh này là liên quan chủ yếu đến lại đến cái mạch máu của võng mạc á, là bệnh võng mạc đái tháo đường, bệnh võng mạc do cao huyết áp, tắc động mạch võng mạc và tắc tĩnh mạch võng mạc. Thì bệnh đái tháo đường với cao huyết áp thì tụi em thường thấy học nội khoa là hầu như học bệnh nhân lúc nào cũng thấy có kèm đái tháo đường với cao huyết áp. Thì ngoài những cái bệnh, những cái biến đổi ở trên toàn thân thì mắt họ cũng có biến đổi, thì mình chắc chắn là phải học thôi, nó cũng thường gặp đó, ha. Ngoài ra là hai cái tắc động mạch và tắc tĩnh mạch thì nó cũng là những cái cũng gần như là cấp cứu trong nhãn khoa, mình cũng cần thiết phải biết ha. Rồi, mục tiêu thì yêu cầu sau tụi em sau khi học xong nhà bài này thì sẽ định nghĩa được bệnh ha, và cơ chế bệnh sinh, mô tả được triệu chứng lâm sàng, một số biết nắm được các yếu tố nguy cơ tại chỗ và toàn thân của bệnh, tiến triển và tiên lượng thì nắm được cũng tốt ha. Ngoài ra thì nguyên tắc điều trị thôi và chủ yếu là cách phòng bệnh ha, không yêu cầu là mình phải biết được điều trị như thế nào. Thì nãy giờ các em nghe mà phải không? Tôi nói thì mình nghe rõ đúng không? Dạ thì Alo. em nghe rõ chị. Ok, vậy mình sẽ bắt đầu liên tục luôn ha. Cuối giờ thì tụi em có thể hỏi, hoặc là nếu mà cuối giờ thì tôi sẽ để dành thời gian cho tụi em hỏi sau ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nhắc lại về giải phẫu học võng mạc. Thì võng mạc sẽ là lớp trong cùng của nhãn cầu ha. Nó là cái lớp thần kinh, nó có vai trò chuyển năng lượng ánh sáng thành tín hiệu thần kinh. Thì võng mạc của mình nó sẽ giới hạn ở phía trong, nó nằm tiếp giáp phía trong bởi dịch kính ở trên này ha. Đây là cái màng giới hạn trong, là giới hạn ở trong cùng của võng mạc, sau đó nó sẽ tiếp xúc với dịch kính, và phía bên ngoài thì nó sẽ tiếp xúc với lại cái màng Bruch, là cái này ha. Màng Bruch của hắc mạc. Màng Bruch nằm ở đây và phía dưới là những cái mao mạch của hắc mạc. Thì tất cả những cái này là 10 cái lớp của võng mạc. Thì võng mạc sẽ gồm có một lớp biểu mô sắc tố nằm ở phía ngoài cùng tiếp giáp với màng Bruch của hắc mạc, và các lớp ở phía trong là lớp võng mạc thần kinh. Toàn bộ những cái này là lớp võng mạc thần kinh chứa tất cả những cái neuron quan trọng của võng mạc trong giai đoạn đầu của quá trình xử lý thị giác, tức là ánh sáng khi đi vào vào hết các lớp của võng mạc tại đây thì nó sẽ được cảm nhận bởi những cái tế bào nón và tế bào que. Tế bào nón và tế bào que là những tế bào cảm nhận ánh sáng. Thì sau khi nó cảm nhận ánh sáng xong, nó sẽ chuyển những cái tín hiệu đó, nó xử lý và chuyển những cái tín hiệu đó dọc theo đi băng ngang qua võng mạc, qua các lớp ha, qua những cái tế bào trong các lớp của võng mạc này, xong nó sẽ chuyển lên cái tới cái lớp tế bào hạch của võng mạc. Đây ha, nó sẽ chuyển tới cái lớp này, cái lớp tế bào hạch của võng mạc này nó sẽ cho ra những cái sợi trục thần kinh để chạy ra tạo thành cái gai thị này. Từ cái gai thị này, những cái sợi thần kinh nó sẽ chạy trong hốc mắt, xong rồi nó sẽ đi vào trong não ha, đi lên tới thùy chẩm để nó xử lý ở trên não. Thì võng mạc của mình thực chất là nó trong suốt, cái màu hồng hồng cam, cái màu cam cam mà mình nhìn thấy này chính là màu của hắc mạc, của sắc tố của hắc mạc ở dưới này ha. Còn võng mạc của mình thì trong suốt. Rồi, cung cấp máu cho võng mạc á, thì 1/3 ngoài sẽ được cung cấp bởi mạch máu của hắc mạc, còn 2/3 trong nó sẽ được cung cấp máu bởi động và tĩnh mạch trung tâm võng mạc. Mình sẽ thấy động mạch võng mạc sau khi nó chạy vào trong cái gai thị này ha, chạy vào gai thị nó sẽ chia nhánh, nó sẽ chia thành những cái nhánh ở phía trên và phía dưới, rồi nhánh cho phía phía thái dương và nhánh cho phía mũi. Cái này sẽ là phía mũi ha, cái này là phía thái dương. Phía thái dương mình sẽ thấy có hoàng điểm nè. Rồi, tất cả những cái nhánh của động mạch võng mạc ở đây sẽ là động mạch võng mạc ha, nó nhạt nhạt hơn, còn cái đậm hơn kế bên chính là cái tĩnh mạch võng mạc đi kèm. Thì động mạch võng mạc nó sẽ chia những cái nhánh tận, nó sẽ chạy tới cung cấp máu cho toàn bộ võng mạc, và tới cái vùng hoàng điểm này thì nó sẽ dừng lại ở ở phía ngoài này, nó không chạy thẳng vào trung tâm hoàng điểm này, và nó chỉ dừng lại ở phía ngoài này thôi ha. Nếu nó chạy thẳng vô trung tâm hoàng điểm là mắt mình có vấn đề, là bệnh ha. Nó dừng lại ở ngoài này và nó sẽ tạo thành một cái vùng vô mạch, nó sẽ có một cái vòng vô mạch xung quanh này ha. Mạch máu nó chỉ dừng lại ở ngoài mà nó sẽ cung cấp máu cho 2/3 trong của võng mạc. Nó sẽ có những cái lớp, nó sẽ phân nhánh nhỏ nhỏ và cho mạch máu trong các lớp ha. Mạch máu nó sẽ mạng mạch nó sẽ ngày càng nhỏ dần, từ động mạch, tiểu động mạch, xong rồi tới những cái mao mạch nằm ở phía trong võng mạc này, xong rồi nó sẽ nối với lại những cái tiểu tĩnh mạch và dẫn lưu bằng cái tĩnh mạch võng mạc thành cái tĩnh mạch trung tâm võng mạc này, nó sẽ dẫn lưu máu về tĩnh mạch mắt ha. Rồi, thì võng mạc của mình lúc nào nó cũng sẽ nguyên vẹn như vậy, các lớp nó sẽ nằm sát với nhau như vậy. Nước nó sẽ không từ dưới hắc mạc này chảy chui lên trên này, là nhờ cái lớp biểu mô sắc tố này, nó sẽ tạo thành cái hàng rào bảo vệ. Cho nên giữa võng mạc và hắc mạc này luôn luôn là có cái lớp bảo vệ ở giữa này, nên nước nó không bao giờ từ hắc mạc chui lên đây ha. Cũng như nước trong lòng mạch này thì
những cái tế bào của mạch máu á, nó nguyên vẹn thì nước luôn luôn nằm giữ trong lòng mạch và không có chảy ra ngoài võng mạc. Các lớp của võng mạc này nếu chảy ra thì nó sẽ là gây tổn thương đến những cái lớp tế bào thần kinh ở đây ha. Và đặc biệt tại cái vùng hoàng điểm này tập trung rất là nhiều tế bào nón, là nơi cho mình cái nhìn, cái thị lực trung tâm, thị lực nhìn rõ, nhìn chi tiết mọi vật, nhìn màu sắc, nhìn sắc nét ha. Các mình nhìn thấy ở đây cái nhân này là nhân của những tế bào cảm thụ quang, tế bào nón que đó, nhân nó tập trung rất là nhiều ở tại cái vùng trung tâm hoàng điểm này ha. Ở đây thì dày đặc tế bào nón và que ở đây kích thước nó hơi lớn hơn so với lại vùng bên ngoài. Ở đây sẽ là vùng trung tâm vô mạch của hoàng điểm. Và mình sẽ nói về hàng rào máu võng mạc, nãy mình có nói rồi ha. Lớp biểu mô sắc tố võng mạc thì ở đây mình sẽ phóng to lên này ha. Cái lớp này nè, cái lớp biểu mô sắc tố này nè, mình sẽ phóng to lên qua bên này thì nó sẽ là một lớp những cái tế bào lục giác. Giữa những cái tế bào này nó sẽ có những cái khớp nối chặt thì nó sẽ tạo thành một cái hàng rào máu võng mạc ngoài. Nó ngăn cách với lại hắc mạc ở bên dưới, đây là màng Bruch, đây là hắc mạc ở bên dưới, thì ngăn cho dịch không từ hắc mạc mà nó chui lên, nó đi vô trong võng mạc. Ở đây là những cái đoạn ngoài của tế bào nón và tế bào que. Tế bào nón là tế bào que ha. Ở đây là nó sẽ chứa chứa những cái đĩa quang sắc tố để mình tiến hành cái quá trình quang hóa để cảm nhận ánh sáng đó ha. Để nhìn rõ vật á. Hàng rào máu vẫn võng mạc trong sẽ là những cái tế bào nội mạc mạch máu ha, những cái chu bào ha. Đó là cái thành mạch nó sẽ khít như vậy nè, thì dịch, hồng cầu, lipid, tất cả mọi thứ nó đều nằm ở trong lòng mạch và không có thoát ra ngoài. Trong trường hợp nó có vỡ hàng rào máu võng mạc trong thì cái lớp nội mạc này nó sẽ bị tổn thương nè, nhất là trong bệnh lý võng mạc tiểu đường, bệnh lý võng mạc tăng huyết áp cũng có ha, thì nó sẽ vỡ, nó làm giãn chu bào, mất tế bào nội mạc mạch máu nè ha, mất cái chữ E này nè, endothelicite này ha, mất pericyte này, thì đó thì nó sẽ vỡ hàng rào máu võng mạc trong thì dịch trong lòng mạch nó sẽ thoát ra ngoài, hồng cầu lipid nó sẽ thoát ra ngoài và nó sẽ lắng đọng trong các lớp của võng mạc. Lúc này nó sẽ gây tổn thương võng mạc và làm ảnh hưởng tới cái thị lực của bệnh nhân. Rồi, mình sẽ nói về bệnh võng mạc đái tháo đường ha. Thì bệnh võng mạc đái tháo đường chính là những tổn thương tại mắt mà gây ra do những cái biến đổi của tình trạng tăng đường huyết ha. Thì bệnh võng mạc đái tháo đường là biến chứng quan trọng nhất mà mình sẽ học ha. Ngoài ra tiểu đường nó sẽ gây đục thủy tinh thể sớm, bệnh nhân bị tiểu đường thì cái nguy cơ đục thủy tinh thể nó sẽ sớm hơn so với những người cùng tuổi, và đường nó ngấm vào thủy tinh thể, ngấm vào thủy dịch, nó sẽ làm thay đổi những cái chỉ số khúc xạ trong con mắt của mình ha. Ngoài ra nó sẽ gây tổn thương những cái mạch máu mà cung cấp cho cái đầu thị thần kinh đó, nó cũng sẽ gây tổn thương thần kinh thị. Rồi thường gặp nhất là bệnh võng mạc đái tháo đường, thì giờ mình sẽ học nè ha. Rồi thì cái nguy cơ của bệnh võng mạc đái tháo đường nó tăng theo thời gian mắc bệnh mà tuổi thọ dân số ngày càng tăng á, thì nguy cơ bị sẽ rất là nhiều. Ví dụ như sau 10 năm á, thì chỉ đối với tiểu đường tiếp 1 mà phụ thuộc insulin, phải check insulin, thì chỉ có khoảng 20% bệnh nhân bị thôi. Đái tháo đường tiếp 2 cũng khoảng 25%, nhưng mà sau 30 năm bệnh nhân có thể sống được tới 30 năm sau, thì hai bên đều 95% người bệnh là sẽ có bệnh võng mạc tiểu đường ha. Tiểu đường tiếp 2 mà mới phát hiện thì khoảng 5% đã có bệnh võng mạc tiểu đường rồi. Thì có một số bệnh nhân tới là do người ta có bệnh mắt trong mắt, người ta mình thấy sang thương giống như tiểu đường á, mình cho đi xét nghiệm thì phát hiện ra người ta có tiểu đường ha. Đó khoảng 5% bệnh nhân là đã có bệnh võng mạc tiểu đường khi mà mình khám phát hiện ra tiểu đường tiếp 2 rồi. Rồi, ngoài ra một số các yếu tố nguy cơ khác sẽ làm cho bệnh nó dễ tăng nặng hơn, chẳng hạn như những cái kiểm soát đường huyết kém, HbA1c rất là cao ha. Trong thai kỳ thì những rối loạn nội tiết tố trong thai kỳ cũng làm cho kiểm soát đường huyết kém đi, kèm thêm tình trạng tiền sản giật sẽ làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Tăng huyết áp, những cái bệnh thận ha, các yếu tố nguy cơ khác như tăng lipid máu, hút thuốc lá, béo phì đều có thể gây stress oxy hóa lên thành mạch và đều có nguy cơ làm cho bệnh nặng hơn. Thiếu máu và cái tình trạng và cái việc mổ đục thủy tinh thể nó cũng làm cho bệnh nó tiến triển nhanh hơn. Rồi, cơ chế bệnh sinh của bệnh thì bắt đầu bằng tình trạng tăng đường huyết, nó sẽ tổn hại tế bào võng mạc, nội mạc mạch máu ha, mất cái chu bào xung quanh của cái thành mạch đó, rồi dày màng đáy lên. Từ đó nó sẽ dẫn, sau đó là kèm thêm những cái thay đổi về huyết động học và sinh hóa máu, nó hình thành nên cái bệnh lý vi mạch võng mạc. Thì mình sẽ, anh hồi nãy mình có nói rồi ha, cái hàng rào máu võng mạc trong á, tế bào nội mạc mà mất thì nó sẽ thoát mạch ra ngoài, dịch nó sẽ lắng đọng ở trong võng mạc, nó sẽ gây làm dày võng mạc lên. Ngoài ra những cái chất lipid ở trong lòng mạch đó, nó cũng sẽ thoát ra ngoài, nó sẽ đọng ở trong võng mạc, nên những cái đốm trắng trắng này nè là lipid thoát ra. Rồi. Rồi ngoài ra thành mạch của mình nó sẽ bị yếu đi ha, thành mạch nó yếu nó sẽ giãn hình thành nên những cái phình mạch, vi phình mạch ở trong thành mạch của mình, rồi hồng cầu trong lòng mạch nó cũng thoát ra ngoài, nó sẽ đọng ở trên võng mạc nên thành những cái chỗ xuất huyết như thế này ha, nó đọng ở trong các lớp của võng mạc.
Rồi ngoài ra cái thành mạch nó thay đổi về huyết động học rồi sinh hóa máu xung quanh cái thành mạch bị bệnh lý đó ha, nó sẽ tăng tăng đông máu, nó sẽ tay gây thiếu máu, nó sẽ tắc dần dần nó tắc những cái vi mạch nhỏ đó gây thiếu máu, và sau đó là nó sẽ có tình trạng sân nối thông giữa động mạch và tĩnh mạch ở trong võng mạc, thì những cái sân đó nó cũng sẽ dễ vỡ và nó cũng vỡ, nó cũng gây thoát hồng cầu vào trong cái mạch trong võng mạc ha. Do đó mình sẽ thấy có tình trạng người ta sẽ gọi là xuất tiết, tức là những cái lipid nó sẽ xuất tiết ra trong võng mạc, hoặc là xuất huyết là hồng cầu thoát mạch ra, nó nằm ở trong các lớp của võng mạc ha, giống như là cái hình mà mình thấy. Rồi ha, mình tắc nghẽn cái vi mạch lâu dài nó sẽ gây nên tình trạng thiếu máu võng mạc, mà mình biết rồi, võng mạc nó sẽ có khoảng 120 mấy triệu tế bào cảm thụ quang đó, thì tất cả những tế bào đó cần rất là nhiều oxy để hoạt động. Tình trạng thiếu máu võng mạc này thì cơ thể của mình nó sẽ tăng tăng tiết cái yếu tố gây tăng sinh nội mạc mạch máu để phản ứng lại với lại cái tình trạng thiếu máu võng mạc. Nó sẽ tăng tiết cái yếu tố VEGF ha, yếu tố gây tăng sinh nội mạc mạch máu. Vascular endothelial growth factor thì những cái yếu tố này nó sẽ lôi kéo làm tăng mọc mạch máu mới. Thì những cái mạch máu mới đó người ta sẽ gọi là tân mạch. Tân mạch nghĩa là mạch máu mới ha. Tân mạch đó nó sẽ mọc lên trên võng mạc. Nó sẽ mọc mà nhưng mà nó không có được giống như là những cái mạch máu bình thường của mình, thành mạch của nó cũng rất là yếu và nó sẽ rất là dễ vỡ ha, và nó mọc không có theo trật tự gì hết. Những cái búi mạch xung quanh này nè là những cái tân mạch võng mạc, rồi nó có thể mọc tân mạch ở trên cây thị của mình nữa ha. Và những cái tân mạch này vì nó yếu nên nó dễ vỡ, và khi nó vỡ thì nó sẽ gây xuất huyết ở trong khoang pha lê thể. Lúc này thì cái môi trường trong suốt của mắt nó sẽ bị che đi mất, do đó người bệnh sẽ nhìn mờ, nhìn rất là mờ ha. Sau một khoảng thời gian thì mình sẽ có sự dọn dẹp, cơ thể nó sẽ dọn dẹp và sửa chữa những cái xuất huyết này, thì nó sẽ gây tăng sinh sơ sợi, nó sẽ tạo thành những cái fibrosis ở trên trong võng mạc ha, trên võng mạc đó. Nó sẽ làm ở trên gai thị này hồi trước là có cái tân mạch, sau đó nó sẽ tăng sinh sơ sợi và kết thúc của cái này là sẹo hóa, nó sẽ làm co kéo và làm dây dày dính võng mạc, dính võng mạc lại lâu dần nó có thể gây rách võng mạc, gây thoái hóa võng mạc. Tất cả những cái đó là nó sẽ làm cho bệnh nhân trở nên mù, mà gần như là mù tuyệt đối luôn á ha. Thì trong những cái giai đoạn thường ở cái giai đoạn này rất là khó sửa chữa, có thể phải mổ, phải làm rất là nhiều thứ mới sửa được. Còn trong giai đoạn này với lại giai đoạn này thì mình có thể đảo ngược được, mình có thể vừa làm giảm đường huyết vừa có những cái thuốc, do đó thường người ta sẽ cố gắng điều trị, phát hiện sớm và điều trị trong giai đoạn này tới giai đoạn này nè, cố gắng không để tiến sang cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn sơ sẹo và tạo sẹo này, thì nó rất là khó sửa chữa và khó mà trả lại được thị lực cho bệnh nhân. Ngoài ra thì ở cái vùng hoàng điểm này hồi nãy mình đã nói là tắc mạch ha, tăng tính thấm thành mạch, do nó vỡ cái yếu tố gây tăng sinh nội mạc mạch máu này nè, nó cũng gây tăng tính thấm thành mạch nữa, tác dụng của nó cũng gây làm tăng tính thấm thành mạch, do những cái lipid và nó càng thoát ra ngoài lòng mạch nhiều hơn, và khi nó đọng tại hoàng điểm thì nó sẽ gây dày hoàng điểm lên ha. Ở đây là một cái hình chụp cắt lớp, nó sẽ cắt từng lớp của cái võng mạc của mình đó ha. Thì ở đây sẽ là biểu mô sắc tố màng Bruch nè ha. Ở đây là các lớp của võng mạc, thì các lớp bình thường mình thấy cái lõm hoàng điểm bình thường nó lõm hình chữ V xuống. Đằng này giờ nó dày lên ha, nó có những cái nang ứ dịch ở trong võng mạc như thế này và dày kích thước của võng mạc lên, thì thị lực của bệnh nhân sẽ giảm rất là nhiều. Cái xuất tiết cứng đọng ở đây sẽ gây giảm thị lực rất là nhiều ha. Rồi. Thì giai đoạn của bệnh người ta sẽ phân chia giai đoạn là để có cái hướng điều trị thích hợp và theo dõi bệnh thích hợp. Có mạch đái tháo đường không tăng sinh có nghĩa là nó chưa tới giai đoạn mà mọc lên những cái tân mạch, những cái mạch máu mới đó, thì nó có sẽ có những sang thương giống như là vi phình mạch, là những cái chấm đỏ đỏ nhỏ 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 xíu á, nó đôi khi nó rất là giống với xuất huyết võng mạc và rất là khó phân biệt ha. Nó là do giãn khu trú mau mạch, do mất chu bào, hoặc là xuất huyết võng mạc thì mình thấy rồi ha, những cái chỗ mà nó đỏ đỏ như vậy do hồng cầu nó thoát mạch ra ngoài. Rồi xuất tiết cứng, lipid nó lắng đọng trong trong võng mạc ha. Phù võng mạc mình thấy rồi, chiều dày võng mạc nó bị dày lên. Xuất tiết mềm, ở đây thì chưa có cái hình, nó xuất tiết mềm là do nó nhồi máu của những cái lớp sợi thần kinh đó, nó xuất tiết mềm giống như là phù võng mạc á, giống như là mình phù não thì ở đây xuất tiết mềm là do nó phù võng mạc ha. Rồi những cái quai mạch do nó bất thường thành mạch nó sẽ giãn mạch tạo thành cái quai mạch omega như vậy, hoặc là tĩnh mạch nó sẽ giãn như là cái hình chuỗi hạt như vậy ha. Hoặc là những cái bất thường vi mạch ở nằm ở trong võng mạc, những cái vi mạch máu nhỏ nhỏ trong võng mạc. Rồi, võng mạc tiểu đường tăng sưng thì nó sẽ hiện lên những cái tân mạch. Ở đây mình sẽ thấy ha, bình thường gai thị của mình nó tương đối là nó như vậy, còn ở đây nó bắt đầu mọc lên những cái tân mạch dày đặc ha. Tân mạch mọc lên rất là nhiều. Xong rồi tân mạch mọc lên trên võng mạc, tân mạch từ 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 kích thước rất là nhỏ cho đến nó chiếm rộng cả một vùng rất là lớn ha. Sau khi những tân mạch này mọc lên, nếu nó vỡ thì nó sẽ gây xuất huyết giống như máu hồi nãy mình thấy trong khoang pha lê thể ha. Rồi sau khi nó thoái hóa, thoái triển những cái tân mạch này đi thì nó sẽ để lại những cái xơ sợi ha.
co kéo ở trên võng mạc. Thì giai đoạn này người ta sẽ gọi là giai đoạn võng mạc đái tháo đường tăng sinh, có nghĩa là có tân mạch và có những cái biến đổi xảy ra do những cái tân mạch đó gây ra. Thì giai đoạn này là giai đoạn sau, giai đoạn nặng, đòi hỏi mình phải có xử trí tích cực hơn cho người bệnh. Rồi, về mặt nguyên tắc điều trị thì đối với bệnh nhân tiểu đường á, khi đến với lại bác sĩ mắt á, thì thường là bác sĩ nội tiết cũng có thường hay là gửi bệnh nhân tới để tầm soát bệnh võng mạc tiểu đường cho bác sĩ mắt lắm. Vì lúc đó bệnh nhân sẽ được khám cả bán phần trước và bán phần sau, mình phải khám cả thủy tinh thể hả, khám cả phía góc tiền phòng ở phía trước, sau đó là nhỏ giãn và sau đáy mắt ha. Góc kể cả góc tiền phòng mình cũng phải kiểm tra, tại vì những cái thiếu máu võng mạc dần dần nó sẽ thiếu máu ở bán phần sau, sau đó nó sẽ ảnh hưởng đến bán phần trước và gây nên những cái tinh mạch ở kể cả nằm nó mọc hẳn ở trong góc tiền phòng nữa. Sau góc tiền phòng có thể mình cũng thấy ha. Rồi sau đó người ta sẽ chụp chụp mạch võng mạc bình quang, là người ta sẽ chụp hình mạch máu của võng mạc có bơm thuốc, người ta gọi là chụp mạch võng mạc bình quang ha, hoặc là chụp OCT là cái hình hồi nãy mà mấy em thấy cái hình cắt lớp võng mạc á. Đây nè, cái hình này gọi là cái hình cắt lớp võng mạc, hay còn tên gọi của nó là OCT á, là một cái hình để mình đánh giá được những cái bề dày của võng mạc ha, cho thấy là tình trạng nó có tình trạng dày võng mạc lên á. Rồi sau đó người ta sẽ điều trị. Thì hiện giờ có hai cách điều trị, thì hoặc là người ta sẽ chiếu tia, người ta sẽ dùng tia laser để bắn bỏ những cái vùng mà có tân mạch, ta sẽ bỏ bớt những cái vùng có tân mạch, những cái vùng ngoại vi của võng mạc và sẽ chừa lại cái vùng trung tâm của võng mạc thôi. Vùng trung tâm là gồm có gai thị và hoàng điểm đó, người ta chừa lại cái vùng đó để chi vậy, để tập trung oxy, tập trung máu cung cấp cho cái vùng trung tâm của võng mạc ha. Hoặc là người ta sẽ tiêm những cái loại thuốc mà có tác dụng chống gây tăng sinh nội mạc mạch máu, chống tạo nên những cái tân mạch đó, nhằm để làm sao để cho nó lui tân mạch và nó giảm cái tính thấm thành mạch đi, để làm cố gắng làm đảo ngược cái quá trình của bệnh tiểu đường. Nhưng song song đó thì người ta vẫn phải kiểm soát cái đường huyết của bệnh nhân ha. Tại vì cái bệnh thì có thể gây mù đó, nhưng mà nó có thể phòng tránh được. Và do đó bệnh nhân cần phải được gọi khám mắt ngay khi tiểu đường type 2 mới phát hiện, hoặc là 5 năm sau khi mới phát hiện tiểu đường type 1. Ngoài ra là tốt nhất là phải kiểm soát tốt đường huyết ha. Nói chung là bác sĩ nội tiết sẽ, hoặc là bác sĩ nội khoa sẽ làm kiểm soát tốt đường huyết để làm chậm tiến triển của bệnh, và cố gắng thăm khám mắt định kỳ, và gửi bệnh nhân đi thăm khám mắt định kỳ và kiểm soát những yếu tố nguy cơ khác, chẳng hạn như là huyết áp, như là lipid máu, như là tình trạng bệnh thận ha. Thì nói là vậy, thì nếu những cái này làm tốt thì nó sẽ làm chậm tiến triển của bệnh, nhưng mà theo thời gian thì cái tình trạng hủy hoại vi mạch nó vẫn xảy ra, nhưng mà nó sẽ rất là chậm ha. Nó sẽ giúp bảo trì được thị lực cho người bệnh. Mình sẽ nói là cái phần bệnh võng mạc tiểu đường, xong giờ mình sẽ qua phần bệnh võng mạc tăng huyết áp ha. Rồi. Thì bệnh võng mạc tăng huyết áp thì mình thấy thường rồi ha, nó có thể bị tăng huyết áp từ nhẹ đến nặng ha. Các thay đổi cái bệnh võng mạc tăng huyết áp là các thay đổi của đáy mắt trên người bị bệnh tăng huyết áp. Thì cơ chế bệnh sinh của bệnh sẽ là đầu tiên á, để đáp ứng với lại cái tình trạng tăng huyết áp đầu tiên thì nó cái võng mạc nó sẽ có tình trạng co mạch võng mạc, hẹp cái thành động mạch võng mạc ha. Lúc đầu là nó sẽ hẹp những cái tiểu động mạch võng mạc, hẹp luôn cả thành hắc mạc, nó làm thiếu máu hắc mạc và lớp biểu mô sắc tố của võng mạc luôn, là nó sẽ giảm hàng rào bảo vệ võng mạc rồi. Sau đó là nó hẹp mạng mạch quanh gai thị, làm thiếu máu đầu thị thần kinh ha. Đầu tiên nó chỉ là co hẹp toàn bộ, xong rồi một số chỗ nó sẽ bị co hẹp nhiều hơn, nó co hẹp cục bộ nữa ha. Sau đó cái có sự thay đổi thành mạch, thành mạch bắt đầu bị sơ cứng, làm thay đổi cái ánh phản xạ mạch máu mà mình thấy khi mà mình khám thành mạch, khám ở trên đáy mắt thì mình soi đáy mắt mình sẽ thấy được nó có sự thay đổi ánh phản xạ của thành mạch ha. Rồi thay đổi chỗ bắt chéo động tĩnh mạch. Cái giai đoạn thứ ba là sau khi cái thành mạch nó sơ cứng hết, cái bắt đầu nó tổn thương có tăng tính thấm thành mạch và những cái xuất huyết máu rồi lipid, rồi nó bắt đầu thoát ra khỏi lòng mạch và gây phù võng mạc, cũng giống như ở trên vậy ha. Đây ha. Đầu tiên là tăng huyết áp trong một thời gian kéo dài thì đầu tiên mắt của mình nó sẽ đáp ứng bằng cách mình sẽ thấy ở đây hẹp tiểu động mạch võng mạc toàn bộ, có thắc mạch lan tỏa ha. Thì lúc này cái mạch máu của mình nó sẽ không có mềm mại nữa, nó sẽ hơi, mình nhìn nó sẽ hơi co nhỏ lại và hơi cứng ha. Nó co thắc mạch lan tỏa do bắt đầu có sự sơ cứng thành mạch, nó sẽ dày lớp áo trong. Nên mình biết cấu tạo mạch máu rồi, nó sẽ dày lớp áo trong, thiểu sản lớp giữa và thoái hóa hyalin của thành mạch. Sau một thời gian đáp ứng với lại cái chuyện tăng huyết áp kéo dài, thành mạch nó co, có một số chỗ nó sẽ bị co hẹp thành mạch cục bộ, hẹp nhiều hơn chỗ khác ha, nó hẹp hẳn lại luôn ha. Thường là mình sẽ thấy nó rất là nằm gần gai thị, trong vòng một nửa cái đường kính gai, khoảng cái nguyên cái gai thị đây ha, thì lấy nửa cái đường kính gai này nè, thì nó nằm vòng vòng đâu quanh đây ha. Thường là những cái chỗ hẹp đó nó bắt đầu gần, rất gần gai thị ha, hẹp cục bộ, hẹp rất là nhiều hơn cho những so với lại những chỗ khác. Sau đó là những cái chỗ bắt chéo động tĩnh mạch này ha. Thường á, thì có những chỗ mà động mạch bắt chéo với lại tĩnh mạch thì cái chỗ này nó sẽ nằm trong một cái bao chung,
thì khi mà thành mạch nó sơ cứng lên thì nó sẽ đè xẹp cái tĩnh mạch ở phía dưới nè, nó đè xẹp cái tĩnh mạch luôn ha. Sau đó nó sẽ làm giảm cái hồi quy tĩnh mạch ha, mạch máu sẽ đưa mạch máu tới mà nó sẽ làm coi như là gần như làm sẽ làm tắc bớt cái tĩnh mạch đi, tắc tĩnh mạch tương đối thôi ha, làm giảm cái lượng máu chảy đi. Khi mà sau một thời gian mà nó cơ sơ cứng làm hẹp nhiều á, làm thay đổi cái dòng chảy tĩnh mạch ngay chỗ này, nó có thể làm tắc hẳn luôn cái tĩnh mạch của võng mạc ha. Sau đó là càng nhiều thì nó làm thay đổi ánh phản xạ của thành mạch, cái thành mạch của mình nó sơ cứng lên ha, nó giảm cái ánh phản xạ đi. Sau đó là nó sơ cứng nhiều hơn nữa thì nó sẽ bắt đầu nó trắng ra, nhìn nó giống mới đầu nó hơi vàng vàng, nó nhìn nó như có lấp lánh những cái dây đồng ha, sau đó nó sẽ trắng ra, nhìn là như là cái dây bạc thì mình gọi là dấu dây bạc. Rồi. Tăng huyết áp mạn xong đến cái giai đoạn sau nữa thì nó bắt đầu vỡ những cái mạch máu, nó sẽ gây ra tình trạng xuất huyết võng mạc. Nhưng mình thấy ha, đây là những cái chỗ xuất huyết nằm giữa những cái lớp sợi thần kinh, thì cái xuất huyết này nó có dạng như là dạng ngọn lửa vậy đó, nó nằm trong lớp sợi thần kinh. Những cái xuất tiết cứng gặp tại hoàng điểm nó sẽ tỏa ra xung quanh này ha, nó sẽ tạo thành cái giống như là hình sao, người ta gọi là sao hoàng điểm, là cái hình này do xuất tiết cứng nó nằm ở trong các lớp tại hoàng điểm ha, là những cái đốm màu vàng bờ rõ do lipid nó thoát mạch ra lắng đọng trong lớp rối ngoài của mạch máu của võng mạc á. Lớp rối ngoài là giữa những cái lớp mà cũng là lớp sợi thần kinh, cho nên nó có hình sợi sợi như vậy nè, tỏa ra như sao ha. Rồi những cái nốt dạng bông hay còn gọi là xuất tiết mềm ở đây mình sẽ thấy ha, là những cái mảng màu trắng to hơn những xuất tiết cứng này, màu nó lờ nhờ hơn, bờ nó rất là không có rõ ha, như là cái đốm bông á, là do nó phù võng mạc do nhồi máu của lớp sợi thần kinh thì nó cũng sẽ nằm ở ngoài này ha. Đó là trong trong tiểu đường mình cũng có thể thấy những cái xuất tiết mềm này, bất kỳ những cái bệnh lý nào mà liên quan đến mạch võng mạc là đều đều rất là dễ gặp những cái tình trạng như là xuất huyết, xuất tiết và nốt dạng bông hay là xuất tiết mềm ha. Rồi. Đó là trong trường hợp mà huyết áp nó tăng từ từ thì cơ thể của mình nó sẽ đáp ứng từ từ. Trong trường hợp mà huyết áp mà nó tăng cao đột ngột á, tăng rất là nhanh nhiều đột ngột lên 200 200 mấy á, thì động mạch võng mạc nó sẽ co đột ngột co rất là nhiều ha, và xuất huyết võng mạc nó sẽ xảy ra trên diện rộng hơn mà nặng nề hơn ha, nó có thể làm phù cả gai thị luôn. Phù gai thị xuất huyết hay do nó phù lên là do nó giảm vận chuyển dọc sợi trục thần kinh, nhưng mà nó ứ phù mô nhiều quá, nó giảm dẫn lưu về lên trên não, cho nên nó phù toàn bộ cái gai thị này ha, rồi dịch nó sẽ tụ lại tại hoàng điểm, xuất những cái chất trong lòng mạch nó sẽ thoát ra ồ ạt hơn, nó sẽ làm tổn thương các lớp của võng mạc ha, kể cả lớp biểu mô sắc tố, và dịch lúc đó nó vỡ hàng rào máu võng mạc ngoài, vỡ lớp biểu mô sắc tố thì dịch dưới thác mạc nó sẽ tràn lên nữa, nó sẽ càng làm tụ nhiều dịch ở dưới võng mạc hơn, dịch nó không chỉ nằm trong mà nó còn nằm ở dưới võng mạc nữa ha. Thì sau một thời gian dài những cái phù này nó làm thiếu máu, làm giảm máu nuôi gai thị, đến một thời gian sau những cái tế bào này nó sẽ bị teo, bị chết đi, thì người ta gọi là teo gai thị. Lúc đó nó không phù nữa mà gai thị của mình nó sẽ bạc trắng ra, nó bị mất những cái tế bào của những nó sẽ mất những cái tế bào ở cái đầu thị thần kinh này ha, nó sẽ teo gai ở trong giai đoạn muộn, nó sẽ đè ép làm chết tế bào á. Rồi. Thì người ta sẽ phân giai đoạn bệnh, thì phân giai đoạn bệnh này thực chất thì mình cũng ít sử dụng, ở trong mắt mình cũng không có sử dụng nhiều, mà chủ yếu là để mình có cái nghiên cứu thôi ha. Thì người ta sẽ giai đoạn thứ nhất là nó co hẹp nhẹ thành tiểu động mạch toàn bộ, giai đoạn 2 là những cái dấu hiệu của giai đoạn 1 kèm theo dấu bắt chéo động tĩnh mạch, giai đoạn 3 là giai đoạn 2 những cái dấu hiệu của giai đoạn 2 kèm theo dấu dây đồng, xuất huyết võng mạc, xuất huyết cứng và nốt dạng bông. Còn giai đoạn 4 là cả ba dấu hiệu, ba giai đoạn trên cộng thêm dấu dây bạc hoặc là phù gai nữa, là những cái giai đoạn càng trễ thì mình phải can thiệp, mình sẽ cố gắng làm hạ huyết áp của bệnh nhân ha. Bệnh võng mạc gia tăng huyết áp mạn thì mình kiểm soát huyết áp tốt và cái yếu tố khác như là mỡ máu thì nó mới thì dần dần thì những cái thay đổi những cái xuất huyết xuất tiết nó có thể giảm bớt, cơ thể mình nó sẽ tự hấp thu giảm những cái xuất tiết cứng ha, những cái lipid nó tan ra cũng phải mất cả 6 tháng, máu xuất huyết trong võng mạc thì có thể tăng nhanh hơn. À, rồi những cái dịch nó sẽ từ từ sẽ được mình hấp thu hết. Bệnh võng mạc gia tăng huyết áp cấp thì cần phải hạ huyết áp nhanh, nhưng mà không được hạ đột ngột quá, vì hạ đột ngột quá thì nó sẽ thiếu máu nuôi võng mạc. Thì đối với nhãn khoa thì hầu như mình không điều trị gì, mà chủ yếu là mình điều trị những cái tình trạng toàn thân do tăng huyết áp, để hạ huyết áp và duy trì cái tình trạng hạ huyết áp ổn định lâu dài thì nó mới có tác dụng đảo ngược những cái bệnh lý ở trên võng mạc. Rồi, tắc động mạch võng mạc. Tắc động mạch võng mạc là cấp cứu của nhãn khoa, nó giống y như là mình có tắc mạch não hay mình có đột quỵ não hay đột quỵ tim, thì ở đây cũng gần giống như vậy. Ở trên mắt của mình thì gọi là tắc động mạch võng mạc ha. Rồi, tắc động mạch võng mạc nó ít gặp, nhưng nó là bệnh cũng tương đối là ít gặp chứ không phải là thường gặp ha. Khoảng tỷ lệ nó mới mắc của nó khoảng 0,85 trên 100.000 người năm. Tuy nhiên ở trong mắt thì nó lại là một cái bệnh lý khá dễ thấy trong nhãn khoa ha.
thường là ở người lớn tuổi, tuổi trung bình là phải trên 60, trên 60. Nam thì thường bị nhiều hơn nữ. Cái yếu tố nguy cơ là gồm có tăng huyết áp, hút thuốc lá, tiểu đường và tăng cholesterol máu ha, là những bệnh mà có gây thể gây tổn thương thành mạch. Rồi, tắc động mạch, võng mạc thì mình sẽ nhìn thấy toàn mình sẽ nhìn hình ảnh của nó rất là dễ thấy, mình sẽ thấy toàn bộ võng mạc nó đột ngột nó phù trắng lên, nó làm nổi bật cái sắc tố đen của các hoàng điểm ở giữa, nên hoàng điểm nó sẽ trở nên sậm màu hơn. Và nguyên nhân chủ yếu của tắc động mạch võng mạc thường là do thuyên tắc, là do cái cục huyết khối từ nơi nơi khác nó trôi tới ha, hoặc là những huyết khối tại chỗ có hay không kèm nạn xơ vữa động mạch. Những nguyên nhân khác thì ít gặp hơn, chẳng hạn như tình trạng tăng đông máu, viêm mạch máu, nhiễm trùng, chấn thương ha. Các tình huống khác như là những cái tình huống khác thì rất là hiếm gặp, chủ yếu mình thường gặp là do những cái thuyên tắc. Mà thuyên tắc mà thuyên tắc thường thấy nhất là từ cái mảng xơ vữa động mạch cảnh, thường gặp nhất thì cấu tạo của nó khoảng 75% là cholesterol, 15% là huyết khối, 10% là canxi ha. Thường gặp nhất là những cái thuyên từ những cái cục huyết khối, những cái từ những cái cục thuyên tắc nó từ xơ vữa động mạch cảnh nó trôi lên ha. Ngoài ra còn là những cái thuyên tắc nó còn có nguồn gốc từ bệnh tim mạch, từ nhồi máu cơ tim ha, từ huyết khối của nhồi máu cơ tim, từ bệnh van tim, từ từ cái thấp tim ha, từ viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, từ u nhầy nhĩ, hoặc là những thuyên tắc mỡ, nước ối hoặc tế bào ung thư thì rất là ít gặp ha. Chủ yếu mình phải để ý là những cái mảng xơ vữa động mạch cảnh. Rồi, vị trí tắc thì mình sẽ có tắc động mạch mắt, động mạch mắt mắt là một nhánh nhánh lớn nhánh của động mạch cảnh trong đó ha. Động mạch mắt thì nó sẽ chia nhánh động mạch trung tâm võng mạc và động mạch mi sau. Thì một lát nữa mình sẽ coi cái hình ảnh đó sau ha. Rồi động mạch mắt nó sẽ cho nhánh động mạch trung tâm võng mạc nó chạy từ ngoài vô nè. Ở đây ha. Động mạch trung tâm võng mạc tách ra từ nhánh động mạch mắt nó sẽ chạy vô trong trong kèm đi kèm với thị thần kinh á, chạy vô giữa thị thần kinh, chạy vô trong nhãn cầu rồi nó mới chia nhánh cung cấp cho võng mạc ha. Thì nếu mà tắc động mạch trung tâm võng mạc là coi như tắc toàn bộ cái nhánh cung cấp máu cho 2 phần 3 trong của võng mạc, hoặc là nó chỉ tắc các nhánh thôi. Đây động mạch trung tâm võng mạc vô ha, nó sẽ tắc nhánh, hoặc là tắc động mạch mi võng mạc. Đây là động mạch mi võng mạc, động mạch mi võng mạc thì nó không xuất phát từ động mạch trung tâm võng võng mạc mà nó xuất phát từ động mạch mi sau á. Từ những cái nhánh động mạch mi sau nó động mạch mi võng mạc là nó gần với lại hệ xuất phát từ hệ mạch của hắc mạc. Thì đây động mạch mi nếu mà tắc trong trường hợp mà tắc động mạch trung tâm võng mạc mà còn cái động mạch mi võng mạc này á thì nó vẫn có tác dụng cung cấp máu cho võng mạc ha. Rồi, vị trí tắc thường là cái chỗ mà động mạch trung tâm võng mạc nó xuyên qua cái bao của thị thần kinh để nó đi vào trong vòng nhãn cầu á, thì đây là một vị trí dễ tắc. Vị trí thứ hai là tại ngay cái đầu thị thần kinh á, ngay tại cái lớp lá sàn này ha. Khi nó xuyên qua những cái lỗ của cái lớp lá sàn của thị thần kinh này nó đi vào trong nhãn cầu thì chỗ này hẹp nó cũng sẽ dễ bị tắc. Rồi, thì bệnh nhân sẽ bị mờ rất là đột ngột, đùng một cái là mờ liền, giảm thị lực vào buổi sáng thức dậy. Tại vì mà người ta thấy đo dao động huyết áp ngày ngày đêm á, cái này là huyết áp ha, thì đêm huyết áp của nó có vẻ giảm hơn so với ngày, nó có tình trạng giảm huyết áp về đêm, do đó cái máu nó sẽ dễ bị tắc lại hơn, cái huyết khối nó dễ bị tắc lại hơn. Và người ta sẽ giảm, do người ta sẽ giảm thị lực vào buổi sáng thức dậy. Một số bệnh nhân người ta có tình trạng nhìn mờ thoáng qua là do tình trạng giảm huyết áp về đêm, do cái huyết khối nó còn cái thuyên tắc nó xin lỗi cái thuyên tắc nó còn di chuyển cho đến khi nó tắc hoàn toàn ha. Hoặc là do viêm động mạch tế bào tổng lồ, thì trong trường hợp viêm động mạch đó thì nó có tình trạng co thắt mạch rồi nó có thể giãn ra được, cho nên nó mờ thoáng qua trước khi mà nó co thắt hoàn toàn, tắc hoàn toàn thì người ta mới mờ thực sự ha. Thì một số trường hợp mình sẽ thấy được cái cục thuyên tắc đó, chẳng hạn như nó đang nằm ở vị trí này ha, nó làm thuyên tắc hết một cái nhánh này, do đó mình người bệnh sẽ bị phù võng mạc của một cái nhánh mà nó chi phối đó ha. Ở đây động mạch mắt ha, mình nói rồi động mạch cảnh trong sẽ cho nhánh động mạch mắt ha, đây là động mạch cảnh trong cho nhánh động mạch mắt. Từ động mạch mắt nó sẽ chi nhánh ra động mạch trung tâm võng mạc và những cái nhánh động mạch mi sau. Từ động mạch mi sau này nó sẽ ra động cho ra nhánh của động mạch mi võng mạc ở trong này nè ha. Thì đó, tắc động mạch mắt thì nghĩa là sao? Nghĩa là mất cung cấp máu cho toàn bộ nhãn cầu luôn, 1 phần 3 ngoài và 2 phần 3 trong đều tắc hết, cho nó tắc cả cái động mạch mi sau tạo thành hệ mạch hắc mạc đó, tắc rồi tắc cả động mạch trung tâm võng mạc. Do đó nó sẽ ngưng cung cấp máu cho toàn bộ võng mạc và hắc mạc, thị lực bệnh nhân sẽ tụt rất là trầm trọng, thậm chí là không nhìn thấy gì ha. Cái phản xạ đồng tử nó sẽ giãn toàn bộ, rất phản xạ, hầu như không có phản xạ ánh sáng ha. Võng mạc là nó trắng toàn bộ, kể cả có hoàng điểm nó cũng mất cấp máu cho nên nó cũng trắng hết luôn ha. Rồi, sau đó thì nó sẽ tiến triển tới là nó chết toàn bộ tế bào võng mạc, thì bệnh nhân sẽ mất thị lực, thiếu máu nhiều quá thì nó sẽ hình thành nên tân mạch, giống như hồi nãy mình có nói ha, cứ thiếu máu võng mạc là nó sẽ kích động để tạo nên tân mạch à.
Rồi, tắc động mạch trung tâm võng mạc thì đây, động mạch trung tâm võng mạc nó chui trong, sau khi đi qua bao thị thần kinh đi một đoạn nữa chui vô trong nhãn cầu này nè ha. Thì tắc ở chỗ này có nghĩa là tắc cung cấp máu cho 2/300 của võng mạc, thì toàn cái võng mạc thường nó sẽ phù trắng ở cực sau ha. Thị lực thì bệnh nhân chỉ từ thấy được cái bóng tay qua trước mắt cho đến đếm ngón tay thôi ha. Nếu mà có cái trong trường hợp có động mạch mi võng mạc xuất phát từ động mạch mi sau là của hệ hắc mạc thì nó có thể giúp cho thị lực của bệnh nhân giữ lại được một chút ha. Rồi, đồng tử nó sẽ có cái phản xạ đồng tử của người ta thường sẽ rất là chậm, gọi là RAPD đó ha. Rồi võng mạc nó sẽ bị phù trắng, hoàng điểm thì nó sẽ nổi giữa cái đám phù trắng này nên có vẻ đỏ anh đào. Cái RAPD này mình sẽ được học trong lúc mà mình đi thực tập thì sau này sẽ nói lại, cho nên mình sẽ chỉ hiểu đó là cái phản xạ của đồng tử nó bị chậm á ha, đồng tử của cái mắt mà bị bệnh á. Còn cái mắt kia bên cạnh thì nó vẫn, nó cũng sẽ bị giảm theo luôn, tại vì do cái mắt của mình nó có chi phối của đường phản xạ của hai mắt á, cho nên một mắt này mà bị tổn thương thì nó sẽ kéo theo cái phản xạ gián tiếp cho cái mắt bên kia nó cũng sẽ bị chậm. Rồi. Trong một số trường hợp thì mình sẽ có thể thấy được những cái thuyên tắc ha, hoặc là những cái dấu hiệu gián đoạn cột máu, à gián đoạn cột máu ở trong cột máu động mạch nè, một số ít trường hợp thôi ha, khoảng 25 trường hợp thì mình sẽ thấy được cái chỗ tắc mạch ha. Rồi. Đây là cái động mạch mi võng mạc. Trong trường hợp tắc động mạch trung tâm võng mạc mà còn động mạch mi võng mạc thì nó vẫn cung cấp máu được cho một số những cái vùng gần cạnh hoàng điểm này ha. Nó sẽ giúp bảo tồn thị lực của bệnh nhân trong tắc động mạch trung tâm võng mạc đơn thuần. Rồi, động mạch mi ngắn sau này nó có trong một số khoảng 1/3 số trường hợp thôi ha, và chỉ 19% là nó cung cấp máu cho hoàng điểm. Khi mình chụp hình lên đây nè, khi mình cái hình này là những cái hình mà có bơm thuốc cảnh quang vô trong lòng mạch và mình chụp hình á, thì mình sẽ thấy thuốc nó không có vô những cái động mạch võng mạc, nhưng mà nó vô chậm hơn động mạch mi võng mạc, nó vô được rồi ha, mà động mạch võng mạc vẫn chưa có vô, thì một thời gian sau nó bắt đầu vô trong động mạch võng mạc ha. Rồi, tắc động mạch võng mạc thì nó sẽ tiến triển tới tình trạng là mạch máu nó sẽ bị co nhỏ lại hết ha. Võng mạc thì nó giảm phù, để đĩa thị bị giảm cung cấp máu nên nó sẽ bị bạc màu, rồi mạch máu của mình co nhỏ. Hiếm gặp hơn là nó sẽ hình thành nên những cái tân mạch ở trên trên đĩa thị này ha, hoặc là một số trường hợp nó thiếu máu nhiều quá, thiếu máu bắn phần trước, thì ở đây mình sẽ thấy nó sẽ hình thành những cái tân mạch ở trên mống mắt của mình. Trong khoảng 16-18% nó sẽ hình thành những cái tân mạch ở trên mống mắt, ở trong góc tiền phòng nó cũng có thể có tân mạch ha, và những cái tân mạch này vỡ thì nó cũng sẽ gây chảy máu ở cả bán phần trước của bệnh nhân nữa, và nó làm tăng tăng nhãn áp của người bệnh nữa. Rồi, còn tắc nhánh động mạch võng mạc nó chỉ tắc một cái nhánh, cái chỗ của cái nhánh động mạch đó cung cấp thôi. Mình biết hệ mạch võng mạc là hệ mạch tận, nó chia nhánh từng vùng và không hề có nối thông gì hết. Do tắc vùng nào là mất cấp máu cho vùng đó, nó sẽ giảm thị lực và mất thị trường cho của cái vùng mà bị tắc cấp máu ha. Mình sẽ thấy đây, khi mà mình bơm thuốc cảnh quang, chụp hình có bơm thuốc cảnh quang thì cái vùng này nó không có thu vô thuốc là nó bị tắc đó ha. Thường gặp là tắc nhánh thái dương và thường ở mắt phải nhiều hơn mắt trái. Và trong khoảng 68% trường hợp này mình sẽ quan sát được cái chỗ bị thuyên tắc đó. Thì nói chung tóm lại á, là nó sẽ khám nghiệm toàn thân thì nó rất là nhiều, tại vì thường bệnh nhân vô mà chỉ vì tắc động mạch không mà không có những cái triệu chứng khác mà gợi ý mình toàn thân á, thì mình sẽ phải khám rất là kỹ và khám tất cả khỏi toàn bộ tiền sử ha, gồm bệnh mạch não, bệnh thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp, tiểu đường, hút thuốc lá gì, tất cả những yếu tố nguy cơ ha. Khám lâm sàng thì người ta sẽ phải khám ở tim và chú ý đến cái động mạch cảnh, nghe âm thổi ở động mạch cảnh, tại vì mình biết rồi, thuyên tắc chủ yếu là đến từ mảng xơ vữa động mạch cảnh ha. Rồi những cái âm thổi ở tim coi có tim có vấn đề gì không, hoặc là dấu hiệu của viêm động mạch thái dương, viêm nội tâm mạc, nhiễm trùng, nghĩa là nếu mà không có chỉ điểm gì thì phải khám hết. Tất cả các bệnh nhân thì được yêu cầu sẽ là làm đường huyết và bi lăng lipid máu. Đối với những bệnh nhân lớn tuổi thì cần phải không thể nào để bỏ sót cái viêm động mạch thái dương ha, do phải đo tốc độ lắng hồng cầu và cái CRP, C-reactive protein á. Ngoài ra một số xét nghiệm khác thì tùy theo cái khám lâm sàng của mình hướng tới cái gì để tìm ha. Ví dụ như bệnh nhân có rối loạn đông máu hay là những cái kháng thể hay là nhiễm trùng gì đó, thì người ta không cho hết toàn bộ mà hướng vào cái bệnh toàn thân để cho xét nghiệm ha. Mà thường đến với lại nếu mà tôi làm thì đa số bệnh nhân thường là nó không có gì lạ hết, hoặc đa số phần lớn bệnh nhân khi mà mình làm cái này mới là quan trọng nè, thì Doppler động mạch cảnh thường là nó có triệu chứng của cái tình trạng tổn thương động mạch cảnh, tại vì nó không xâm lấn mà nó cũng là dễ lạ, nó vì nó không xâm lấn á cho nên mình dễ dàng làm hơn. Thì 19% bệnh nhân tắc động mạch RAO là tắc động mạch trung tâm võng mạc ha, có biểu hiện lâm sàng là có hẹp động mạch cảnh đáng kể. Thì do đó mình rất là nhiều bệnh nhân tới khi mà khám khám có tắc động mạch cho đi Doppler động mạch cảnh là thấy có tổn thương động mạch cảnh, thì tìm những cái này để mình có thể gửi tới bệnh nhân tới bên thần kinh để người ta xử lý cho nó thích hợp ha.
hoặc ra những có thể cho làm ECG để tìm dấu hiệu bệnh tim thiếu máu cục bộ. Siêu âm tim thì dành cho những bệnh nhân trẻ hay là những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử nhồi máu cơ tim, bệnh van, sốt thấp gì đó ha, thì những cái này nên làm siêu âm tim, nhất là bệnh nhân trẻ mà bị tác động ở trung tâm võng mạc thì nên làm để tìm những cái yếu tố nguy cơ ha. Rồi, thì đó tôi sẽ nhấn mạnh quan trọng sẽ là Doppler động mạch cảnh và trong một số trường hợp là siêu âm tim. Còn ngoài ra thì những cái xét nghiệm khác thì mình phải khám toàn thân thì mình mới có hướng để cho. Rồi. Thì tổn thương tế bào võng mạc sau tắc động mạch thì nó sẽ không hồi hồi phục 100 phút sau tắc động mạch. Cho nên mục tiêu của bệnh khi mà mình điều trị là mình sẽ cố gắng tái lập tuần hoàn lại sớm nhất cho người bệnh và tăng cung cấp oxy cho võng mạc, đồng thời giảm thiểu tác hại của việc thiếu oxy. Thì ở nhãn khoa nó sẽ có biện pháp xâm lấn hoặc là không xâm lấn, nhưng mà rất tiếc là cho tới nay không có biện pháp điều trị nào có hiệu quả rõ rệt hết, không có biện pháp nào giúp hồi phục được thị lực cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân đến, rất bệnh nhân thường là không có đến ngay trong vòng trăm phút đầu, mà thường là 1 ngày sau, 2 ngày sau, thậm chí cả tuần sau thì hầu như biện pháp nào cũng không có hiệu quả. Thì thường á, ở đây mình sẽ laser quang đông võng mạc nếu có tân mạch móng để ngăn chặn tiến triển tới glaucoma tân mạch, là cái dạng glaucoma mà do tân mạch nó bít vô trong cái góc tiền phòng á, thì nó cản trở cái đường thoát lưu thủy dịch. Những trường hợp glaucoma tân mạch này nó rất là khó điều trị, do đó người ta sẽ cố gắng để làm giảm cái tân mạch móng này và phải bảo vệ mắt còn lại, tránh tái phát trên cái mắt bị bệnh đó, đồng thời giảm tử vong do những cái bệnh lý toàn thân của bệnh nhân có ha. Nó phải điều trị các bệnh lý toàn thân như kèm như là động mạch cảnh, đó là phải gửi đi để điều trị ha. Kiểm soát các yếu tố khác chẳng hạn như đường huyết, huyết áp, cholesterol máu ha. Trong một số trường hợp nguy cơ cao có thể cho thuốc chống cái tập tiểu cầu chẳng hạn như là aspirin á. Rồi. Còn ngoài ra nhãn khoa thì cái này nói thôi, mình không cần biết phải không cần thiết phải nhớ cái này lắm, nói để mình biết ha. Những biện pháp không xâm lấn ở trong nhãn khoa làm sẽ là đặt bệnh nhân nằm phẳng, chọc tiền phòng để làm giảm áp lực nội nhãn, hay là mình sẽ đưa mũi kim vô trong tiền phòng của bệnh nhân để làm giảm áp lực nội nhãn ha, hoặc là cho những cái thuốc làm hạ nhãn áp ha để cố gắng tăng tái tưới máu lại cho võng mạc đó, hoặc là cố gắng massage mắt, người ta sẽ đặt tay lên mi xong rồi ấn, hoặc là đặt một cái kính lên trên giác mạc, ấn trên trên giác mạc á 10 giây sau đó ngưng lại, lặp đi lặp lại để cố gắng làm chi để tống cái cục thuyên tắc vào hệ tuần hoàn. Nhưng thực chất những biện pháp này đều chưa chứng minh được thực sự là có hiệu quả, giờ có cái gì mình làm cái nấy thôi, hoặc là những cái thuốc làm giãn mạch hoặc là cho thở oxy cao áp, nhưng mà đều cái này đều chưa có nghiên cứu nào chứng minh là thực sự là có hiệu quả vượt trội ha, cho đó tới thì người ta chỉ cố gắng làm thôi. Ngoài ra thì có một số những cái biện pháp mà xâm lấn chẳng hạn như bơm thuốc tiêu sợi huyết bơm trực tiếp vào động mạch mắt qua catheter, hay là qua đường truyền tĩnh mạch ngoại vi giống như là những cái làm tan huyết khối ở trong can thiệp mạch não hay mạch tim vậy ha. Tuy nhiên trên mắt thì nó lại không có hiệu quả gì hết, hiệu quả không có rõ rệt, có đã có nghiên cứu làm nhưng mà nó không có hiệu quả gì hết. Vì đó nó vẫn còn làm cái bệnh mà hầu như khó điều trị ở trong, hầu như là không điều trị được gì đó trong nhãn khoa, và mình chỉ có những biện pháp không xâm lấn tạm thời cho bệnh nhân thôi ha, và nguy cơ là nó sẽ gây xuất huyết võng mạc trầm trọng hơn và có thể nguy cơ gây đột quỵ luôn. Do đó hiện thời cũng mình không có làm can thiệp xâm lấn này, mà chỉ điều trị bảo tồn thôi, không làm những biện pháp không xâm lấn kia. Mà đại đa số bệnh nhân là thị lực rất là tệ và ít hồi phục lắm ha, nhất là những cái mà tác động mạch mắt thường thị lực nó rất là tệ và khó hồi phục, tắc toàn bộ tác động mạch trung tâm võng mạc luôn ha, thì ít rất ít khoảng 10% có cải thiện thị lực. Tắc nhánh động mạch võng mạc thì nó sẽ đỡ hơn, tại vì những vùng khác nó còn tưới máu, chỉ tắc một nhánh mũi, nhánh thái dương hay nhánh trên nhánh dưới thì nó đỡ hơn. Còn mà viêm động mạch thái dương á, tắc động mạch mà do viêm mạch thì hầu như không có cải thiện thị lực hết. Một số trường hợp mà thiếu máu nặng nó còn xuất hiện tân mạch nữa ha, nhất là những cái mà tác động mạch trung tâm võng mạc nó sẽ xuất hiện nên tân mạch, thì những cái trường hợp này nó sẽ tiên lượng nó sẽ rất là kém. Nói tóm lại thì chỉ có tắc nhánh thì nó có tiên lượng đỡ một chút, còn tất cả những loại tắc còn lại thường rất là nặng nề và hầu như không có điều trị gì được. Rồi, tóm lại thì nhớ cái kết luận này được rồi ha, hiện tại thì vẫn chưa có biện pháp điều trị hiệu quả, cho nên các biện pháp không xâm lấn thì mình vẫn lựa chọn ha, mình có thể massage mắt, cho thuốc hạ nhãn áp, thuốc giãn mạch gì đó. Thuyên tắc là nguyên nhân thường gặp nhất, do đó cần tìm nguồn gốc của thuyên tắc, đặc biệt là từ tim và từ động mạch cảnh. Mảng xơ vữa động mạch cảnh là sang thương thường gặp nha, thường rất là thường gặp ha, do đó bệnh nhân chú ý nên cho làm bilan lipid máu và siêu âm và Doppler động mạch cảnh. Bệnh nhân trên 50 tuổi cần phải chú ý để loại trừ viêm động mạch tế bào khổng lồ. Rồi, cái chuyện điều trị của mình, nguyên tắc của mình thì nhớ như đây là được rồi. Rồi, mình sẽ còn cái phần cuối là tắc tĩnh mạch võng mạc. Thì tắc động mạch xong rồi, giờ kế bên động mạch là cái tĩnh mạch, thì nó cũng có tắc tĩnh mạch ha. Tắc tĩnh mạch là nó sẽ làm giảm cái tuần hoàn, nó có một cái tình trạng giảm tuần hoàn hồi quy trong lòng tĩnh mạch, thì tắc nó cũng sẽ có tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc ngay tại cái chỗ nó đi cùng gai thị vào trong võng mạc, hoặc là tắc các nhánh ha, tắc nhánh lớn này, nhánh lớn mà chi phối cho nửa võng mạc thì mình gọi là tắc bán tĩnh mạch võng mạc, hoặc là tắc từng cái nhánh từng cái vị trí ha,
từng nhánh lớn hơn rồi những cái nhánh nhỏ nhỏ hơn, nó có thể tắc bất kỳ chỗ nào ha. Và khi tắc mạch thì sao? Có nghĩa là nó máu nó sẽ được động mạch đưa tới mà nó không có thoát đi được, nên nó sẽ tăng tại chỗ, làm tăng áp lực thủy tĩnh và đẩy hồng cầu trong lòng mạch ra ngoài đầy như vậy ha. Nó sẽ gây xuất huyết võng mạc là chủ yếu. Rồi. Thì nó sẽ có C là chữ central ha, là tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc, còn B BRVO là branch là tắc nhánh ha. Thì tắc động mạch trung tâm võng mạc nặng hơn so với lại tắc nhánh ha. Tắc nhánh này thì may nó nhẹ hơn mà cũng thường gặp hơn tắc tĩnh mạch trung tâm tới 3 lần ha. Rồi. Thì tỷ lệ mới mắc mình cái này tắc tĩnh mạch thì thường gặp hơn so với lại tắc động mạch trung tâm võng mạc, cũng là một cái bệnh lý mà mạch máu võng mạc thường thường gặp, thường thấy trong ngành võng mạc. Và khoảng tắc động mạch trung tâm võng xin lỗi tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc thì mắt còn lại cũng có khả năng bị ha, khoảng 5 tới 11% bị mắt kia trong vòng 5 năm. Tỷ lệ bệnh ở nam và nữ tương đương, còn tắc nhánh tĩnh mạch này thường gặp là nó tắc ở nhánh thái dương trên. Tắc nhánh mũi thì thường không có triệu chứng nên mình không phát hiện ra, nên đôi khi mình thấy tắc nhánh thái dương trên cũng có thể là do mình không phát hiện ra chuyện tắc nhánh nhánh mũi, và thường ở một bên, 90% là ở một bên. À, còn bị hai bên thì nó chỉ khoảng 10%, giống như là tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc và bệnh nhân thường trên 70 tuổi. Rồi, thì mình sẽ thấy cơ chế bệnh sinh ở đây là cái chỗ bắt chéo động tĩnh mạch. Thì tĩnh mạch võng mạc nó sẽ bị chèn ép bởi cái động mạch xơ cứng, lâu dần nó thay đổi huyết động học trong cái thành tĩnh mạch này ha, rối loạn huyết động, ứ máu và hình thành huyết khối dẫn đến tắc luôn cái tĩnh mạch võng mạc này, hoặc là do những cái tình trạng khác như tình trạng thoái hóa hoặc là viêm mạch máu do dịch nó cũng làm tắc tĩnh mạch võng mạc. Rồi, và khi tắc tĩnh mạch võng mạc thì sao? Nó sẽ nó làm tăng áp lực thủy tĩnh, làm phù, làm dày võng mạc, nó sẽ làm dẫn lâu dần nó cũng dẫn đến thiếu máu võng mạc, nó gây tăng tiết cái yếu tố gây tăng sinh nội mạc mạch máu ha, và cái yếu tố này nó làm tăng tính thấm thành mạch, rò rỉ mau mạch cho nó cũng làm phù hoàng điểm, và nó cũng gây tăng tạo tinh mạch ở cả phía trước và phía sau nhãn cầu, rồi nó cũng gây glaucoma tân mạch, bệnh nhân sẽ bị đau nhức và mù tuyệt đối nếu những cái tinh mạch này nó mọc dày quá ha, nó mọc cả vào trong góc tiền phòng, mọc lên trên đồng tử làm dính cái đồng tử này lại, làm mất đường thoát lưu thủy dịch đó, thì bệnh nhân sẽ bị đau nhức và rất là mờ ha. Ngoài đây là hai cái yếu tố gây làm mờ mắt bệnh nhân ha, phù hoàng điểm và gây tăng tăng tạo tân mạch, gây glaucoma tân mạch. Thì lâm sàng bệnh nhân cũng nhìn mờ vào buổi sáng thức dậy và có thể là cải thiện trong ngày cho đến khi bệnh nhân nhìn mờ hoàn toàn, do cái tình trạng tắc này nó tắc lúc không ha, cho đến khi nó tắc hoàn toàn, thì do đó có tình trạng là lúc mờ lúc không cho đến khi nó nhìn mờ hẳn. Ngoài ra bệnh nhân có thể nhìn hình méo do nó cái hoàng điểm này nó bị biến dạng này, ha, nó bị dày lên, nhìn hình méo rồi thấy đốm đen rồi thấy ruồi bay gì đó. Thị lực thì bệnh nhân sẽ giảm thị lực dưới 5 phần 10, dưới 1 phần 10, thậm chí là chỉ còn đếm ngón tay. Nếu chỉ tắc tĩnh mạch không không thôi thì vậy. Trong một số trường hợp tắc tĩnh mạch này nó làm ứ máu động mạch tới ha, máu động mạch nó cũng có gây nên tình trạng tắc động mạch mà tương đối á, hoặc là một số trường hợp là tắc động mạch thiệt luôn, có huyết khối trong đó luôn, thì lúc này thị lực nó sẽ giảm nhiều hơn. À, khám thì mình sẽ thấy là những cái xuất huyết võng mạc hình ngọn lửa ha, hoặc ít là hoặc nhiều ha, tĩnh mạch bị tắc cho nên nó sẽ giãn ngoằn ngoèo, trong một số trường hợp thì mình sẽ thấy luôn cả phù gai ha, nặng hơn thì nó sẽ xuất huyết võng mạc dày dày rất là nhiều ha, nhất là tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc thì xuất huyết nó tỏa ra từ cái đầu gai thị nè, tĩnh mạch giãn lớn, xuất huyết mềm ở đây ha, xuất huyết mềm là do phù võng mạc do giảm vận chuyển dọc sợi trục thần kinh á, rồi nó sẽ phù hoặc là phù hoàng điểm nữa. Mình sẽ thấy hoàng điểm nó cũng dày lên do tình trạng những cái chất trong lòng mạch nó cũng thoát ra ngoài và động ngay tại hoàng điểm gây phù hoàng điểm. Rồi, sau một thời gian thì cơ thể mình nó sẽ sửa chữa, thì những cái xuất huyết võng mạc đó nó cũng sẽ tan, trong vòng khoảng vài tháng nó sẽ tan ha. Xong rồi những cái thành tĩnh mạch nó bị tắc một thời gian nó sẽ sơ trắng lại và tĩnh mạch nó sẽ co nhỏ lại. Trong một số trường hợp nó sẽ có những cái nối thông giữa thông qua cái chỗ mà tĩnh mạch bị tắc đó ha, nó tạo thành những cái tuần hoàn bằng hệ tại gai thị, nối tắt qua cái chỗ mà tĩnh mạch bị tắc nó mọc mạch máu, tuần mạch máu bàng hệ nó có thể mọc ha. Trong một số trường hợp phù hoàng điểm lâu ngày, cái dày võng mạc tại hoàng điểm lâu ngày á, kéo lâu dài nó chết những cái tế bào trong đó, nó sẽ hình thành nên những cái nang ở trong võng mạc, sau đó là những cái sẹo, sơ sẹo về sau ha, nó thay đổi sắc tố. Trong một số trường hợp nó sẽ thiếu máu võng mạc kéo dài lâu ngày, nó sẽ hình thành nên tinh mạch của võng mạc, tân mạch của gai thị ha, rồi tiền thành tân mạch mống mắt, đó là do quá trình cơ thể nó tăng đáp ứng với những cái thiếu máu võng mạc, nó sẽ tăng sản những cái yếu tố gây tăng sinh nội mạc mạch máu. Thì tắc nhánh tĩnh mạch võng mạc thì cũng tương tự ha, nhưng ở đây nó chỉ tắc một nhánh thôi, nó không có tắc tại trung tâm này, nó chỉ tắc đúng cái nhánh mà cung cấp cho cái vùng này thôi. Thì xuất huyết phù võng mạc nó cũng chỉ xảy ra trong cái vùng đó thôi, thường là nó sẽ có một cái xuất huyết dạng hình tam giác mà nó đỉnh nó quay về cái chỗ mà bị tắc á, cái chỗ mà tắc mạch đó ha, đâu đây nè.
Rồi tĩnh mạch giãn, động mạch có thể co nhỏ xơ cứng ha. Tắc càng gần cái gai thị này, tắc nhánh có nghĩa là tắc càng lớn á, thì tổn thương nó sẽ càng nặng, do nó chi phối cái vùng rộng hơn của võng mạc nên nó càng nặng. Ngoài ra thì những cái xuất tiết mềm giãn mao mạch hay vi phình mạch thì mình cũng có thể thấy ha. Rồi sau đó là phù hoàng điểm, ở đây là hoàng điểm của mình ha. Mình sẽ thấy bình thường nó bắt đầu tụ những cái dịch, khi mà mình chụp hình lên mình sẽ thấy dịch nó tụ ở ngay đọng lại tại hoàng điểm nè. Rồi, sau thời gian ha, thành tĩnh mạch một thời gian sau khi tắc xong là nó bắt đầu co nhỏ và xơ trắng thành mạch lại. Hoàng phù hoàng điểm nó có thể diễn tiến lâu dài, lâu dài hình thành cái nang ha. Rồi hình thành lên những cái tĩnh mạch võng mạc hoặc là những cái mạch máu bàng hệ nối qua cái chỗ bị tắc nè ha. Và nếu mà chỉ là tắc nhánh thôi thì bệnh nhân thị lực của bệnh nhân rất là khá. Một số trường hợp là thị lực nó có thể vượt lên trên 5 phần 10. 5 phần 10 này là cái mốc thị lực mà khi mà thi lấy bằng lái xe đó. Thì 5 phần 10, trên 5 phần 10 thì mới có khả năng được cho thi lấy bằng lái. Còn thị lực dưới 5 phần 10 là thị lực không có lái xe được á. Thì khoảng nửa số bệnh nhân có điều, không điều trị thì có thị lực vẫn tốt, nghĩa là người ta tự hồi phục được ha. Đối với cái tắc nhánh tĩnh mạch võng mạc. Còn tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc thường thì nó không như vậy ha. Do đó đối với tắc tĩnh mạch võng mạc thì mình sẽ theo dõi, khi mà mình có mọc tân mạch lên thì mình sẽ dùng laser để bỏ đi những cái chỗ mà bị tân mạch đó ha, để dành mạch máu nuôi những cái chỗ còn lại của võng mạc. Và tái khám định kỳ đối với bệnh nhân tắc tĩnh mạch thì thường là cho bệnh nhân tái khám định kỳ, nhất là trong vòng 3 năm đầu để phát hiện ra tân mạch. Và phù hoàng điểm thì người ta sẽ điều trị bằng những cái thuốc tiêm vô trong con mắt để làm giảm cái yếu tố tăng sinh nội mạc mạch máu đó, thì nó cũng sẽ làm giảm phù hoàng điểm. Thì đây là cái nguyên tắc thôi, chỉ mình nắm là cái hình ảnh lâm sàng với lại cái cơ chế bệnh sinh của bệnh là được rồi. Rồi một số những cái tài liệu tham khảo thì ở đây tụi em có thể đọc sách của bộ môn mắt của bộ môn á ha. Ngoài ra thì tôi sẽ gửi cái phần PDF của cái bài này, mà nếu vậy thì em nào đó có thể nhắn giùm tôi cái địa chỉ email gì đó ha. Ở đầu bài tôi có cái địa chỉ email của tôi nè, tôi sẽ gửi email cái bài này cho tụi em ha. Dạ, Rồi. em sẽ gửi mail qua cho đó, mail cho chị là Ừ. chị phải giảng nha. Đúng rồi, cái địa chỉ email của chị là ở đây, em có thể gửi email để lấy cái bài giảng của chị. Giờ tụi em có thắc mắc gì thì tụi em cứ việc hỏi ha. Em có thể đánh trong khung chat cũng được, hoặc là em mở mic lên em hỏi thì nó sẽ nhanh hơn. Có thắc mắc gì hay là cái phần nào mà còn khó hiểu thì thực chất thì cái này nó sẽ hơi khó, tại tụi em không có soi được đáy mắt. Nhưng mà chị nghĩ là khi em học cao huyết áp hay là học nội khoa về cao huyết áp hay là tiểu đường thì các thầy cô đều có nhắc, nhất là những cái bài tăng huyết áp đều có phân phân độ hết, mà tụi em chưa có biết thôi. Thì nó thì đại khái là tụi em sẽ đọc bài này, nó sẽ có cái nhìn về bệnh hơn. Rồi có gì thắc mắc thì cứ hỏi hoặc là gửi email hỏi cũng được. Chị ơi cho em hỏi chị. Ok. Cái mà tắc động mạch của võng mạc á chị, nãy chị nói là cái phương pháp điều trị của mình là can thiệp hay không can thiệp, điều nó đều không có ý nghĩa, nó không có sự khác biệt á. Thì Nó em không vậy có sự em thắc mắc là đối với một bệnh nhân đến sớm trước 100 phút với là một bệnh nhân đến trễ thì cái việc điều trị tiên lượng nó có khác nhau rõ không chị? thực chất á, thì chị chưa gặp ai mà đến trước 100 phút, nhưng mà chị nghĩ á, tại vì mình đâu có can thiệp, mình đâu có thấy được thực sự là mình có tống được cái cục máu đó vô trong hệ tuần hoàn hay không, mình có giải quyết được chỗ tắc đó hay không. Cho nên thường đại đa số bệnh nhân tới á, là mình làm những cái nghiệm pháp đó thì một số rất là ít, giống như là chị ghi trong bài, rất đại đa số là hầu như không có hồi phục gì mấy hết á. Có hay trước hay sau 100 phút nó đều giống y chang nhau hết. Nói chung á, là mình không làm gì thì cũng không được, cho nên mình sẽ cố gắng làm tối đa tất cả những biện pháp đó, mình đều đều làm thử. Nhưng mà thường đại đa số thì rất ít người có thể vượt qua được. Đối với cái CRAO là tắc động mạch trung tâm võng mạc thì chị thấy đúng là chỉ có khoảng 10%, nghĩa là 10 người vô gặp chị thì chỉ có một người là có thị lực cải thiện thôi. Mà thị lực cải thiện đó của em cũng không phải là trên 1 phần 10, có nghĩa là em không thể nào thấy được cái chữ to nhất trên cái bảng thị lực mà mình thường đo. Mà thường là em từ cái bóng bàn tay, từ em thấy lập lòe lên đếm ngón tay sơ sơ là để người ta có đủ thị lực để sinh hoạt trong nhà. Đi ngoài đường rất rất là nguy hiểm và phải có người dẫn. Nếu mà bị hai mắt còn bị một mắt thì người ta không thể nào lái xe được hết. Hầu như là nó rất là khó. Và đã có nghiên cứu làm rồi, hồi trước cũng có làm thử cái chuyện là đặt catheter xong rồi bơm thuốc tiêu sợi huyết vô, nhưng mà nó cũng chẳng có tác dụng gì hết, thị lực bệnh nhân vẫn không cải thiện.
Do đó mình mới không làm nữa. Thực chất là mình đã làm nghiên cứu rồi mà nó không có cải thiện gì hết. Và mạch máu nó quá nhỏ nên mình cũng không gửi cho bên não với lại tim cũng không làm gì được hết. Mình cũng có thể tự bơm rồi đó, mình bơm được á. Tại vì nhãn khoa thì mình sẽ can thiệp bằng những cái mình có dụng cụ để can thiệp nhưng mà rốt cuộc nó cũng không có thêm. Cho nên mình mới không làm nữa. Rồi vậy hả Dạ, em con? cảm ơn chị. Ừ. Đó thì nhiêu đây thứ là chị thường làm đó. Cho bệnh nhân qua trung tâm oxy cao áp làm đủ thứ hết á, thì cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu nhưng mà thị lực nó khó cải thiện lắm. À, em có thắc mắc gì thì cứ hỏi ha. Dạ chị ơi, hồi nãy có cái chỗ em không biết có nghe nhầm không, là cái chỗ phù ra thị sao, thì nó có cái cơ chế gì mà chị nói là giảm cái vận vận chuyển dọc sợi trục thần kinh đó, Đúng chị rồi, đúng giảng rồi, lại nó giúp em cái đó, cái đó tức là là vận chuyển là cái bào tương trong đó hay sao? đúng rồi, tất cả những cái đó nó sẽ bị phù, nó chèn ép ngay tại đó, thì toàn bộ nó đều giảm những cái bào tương, giảm vận chuyển dọc cái sợi trục, cái axon của cái thần kinh đó, cho nên nó sẽ gây phù gai. À, và phù thường thì nó, nhưng mà một thời gian sau thì nó cũng những cái này nó đều cơ thể mình nó đều sẽ có hướng nó sửa chữa lại hết, do đó cái phù gai nó đều giảm hết á, nhưng mà nó kèm theo đó là nó vẫn thiếu máu. Đây nè, những cái này gọi là hình phù gai ha. Bình thường thì cái gai thị này mình thấy rõ cái bờ gai nè, lúc nào mình cũng thấy rõ cái bờ này ha. Còn phù gai là sao, là toàn bộ nó xóa mờ cái bờ gai thị này, tất cả những mô nó sưng phù lên xung quanh, nó đè luôn, nó sẽ mờ luôn cái bờ mạch máu này luôn ha. Thì lâu dần là cái gai thị này nó sẽ bị thiếu máu, và sau khi mà cái phù gai này hết đi, tất cả đều hết sưng hết phù rồi á, thì nó sẽ trắng, bạc trắng cái gai thị này ra, bờ lúc này nó sẽ rất rõ luôn nhưng mà nó bạc trắng màu, nghĩa là tế bào những cái sợi trục quá nó bị đè ép nhiều quá, nó mất vận chuyển luôn, nó sẽ chết luôn. Ha. Dạ em cảm ơn chị. Đó. À, tụi em có thể hỏi dần dần sau này cũng được, tại vì chị có cái email đó, có gì thắc mắc thì tụi em cứ hỏi ha. Thực ra bệnh lý bán phần sau á, thường là nó là liên quan đến mạch máu của võng mạc hết trơn à, mà đã mạch máu mà đã liên quan đến mạch máu lúc nào nó cũng có vỡ mạch máu, là mọi thứ trong mạch lòng mạch nó thoát ra ngoài, hoặc máu hoặc là xuất tiết cứng. Còn những cái xuất tiết mềm này là sau khi nó phù rồi nó giảm vận chuyển luôn, nó đó nó giảm vận chuyển dọc sợi trục thần kinh thì nó sẽ ra những cái dấu phù võng mạc như vậy ha. Thì mình nhìn những cái hình này để biết ấy thôi. Chủ yếu là chị muốn tụi em nắm rõ cái tăng huyết áp với lại cái tiểu đường đó, nó quan trọng, tại vì sau này không chắc tụi em đâu có phải lúc nào cũng đi mắt, mà tụi em sẽ đi chủ rất là nhiều bạn khám nội khoa, thì mình nhớ những cái này để mình cũng đôi khi mình cũng cần phải khám được nha, mình biết cách để mình gửi bệnh nhân đi. Dạ chị ơi, hồi nãy chị giảng về hai cái dây đồng với dây bạc đó, thì Ừ. bên lâm sàng nó như vậy mà lâm phân độ mình phân độ như thế nào ạ? Thì nó chỉ là cái hình ảnh cho mình thấy thôi ha, dấu dây đồng là mình thấy nó, tại vì nó sơ cứng á, xong rồi nó sẽ trắng trắng ra nên mình nhìn thấy nó trắng lên giống như cái sợi dây, giống như dây đồng hay là dây bạc thôi. Thì những cái dấu dây đồng dây bạc này chứng tỏ là sao, là thành mạch nó bị hẹp quá nhiều rồi, nó sơ cứng quá nhiều rồi, thì nó sẽ nằm trong những cái độ lớn hơn. Nhưng mà thực chất thì mình cũng không có yêu cầu tụi em là phải thuộc những cái dấu, thuộc kỹ dây nó có cái gì, từng từng phân độ có gì, nhưng mà mình chỉ cần biết là à, tăng huyết áp thì nó thay đổi thành mạch nên nó sẽ có những biến đổi như vậy. Dạ em cảm ơn chị ạ. À, tụi em có thể gửi email hỏi chị cũng được ha. Nếu mà không bây giờ chưa nghĩ ra thì sau này nếu đọc bài khó hiểu thì cứ gửi email hỏi chị. Thực chất thì những cái bài này chị cũng không biết, là thì tụi em đọc trong này rồi chị cho thi cũng chỉ ở trong này thôi. Những cái gì chị giảng nãy giờ và viết ở trên này là chị sẽ cho thi như vậy. Và chủ yếu là chị sẽ hỏi em giải phẫu, chứ chị cũng không hỏi bệnh học nhiều đâu, một sơ sơ một số triệu chứng thôi. Và chị sẽ hỏi giải phẫu nhiều ha. Chủ yếu tụi em cần nắm được cái cấu trúc con mắt mình thôi, vậy là xong rồi đó. À, nếu không học gì, nếu không hỏi nữa thì tụi em có thể nghỉ và hỏi sau. Chị đã để cái email lên rồi ha, chị sẽ gửi bài lại, tụi em có thể đọc kỹ lại bài và hỏi lại sau cũng được ha. Vậy giờ nghỉ nha. Dạ em Alo. cảm ơn chị. À, vậy chị thoát ra ha, chào tụi em nha, gửi email lại chị để chị gửi cái bài này cho.